Chọn mỏ trâu cái này là nó sắp chín này anh em ạ. Quả nó đỏ đỏ này chứ khi nào mà nó đen ấy là nó chín anh em ạ, ăn nó ngọt. Nếu mà quả nó hơi màu hồng hồng này nó vẫn chua anh em ạ. Đây, chọn mỏ trâu để trùm rất dài. Chứ cái cảnh đã lắm anh em ạ, khi nó ra quả thì như nục vừng anh em thấy. Chào tất cả anh em nhá. Đây, bữa nay mưa gió này mua được phô trời mỏi đây anh em ạ. Cái này thì mua của bà con này. Gốc này thì nó có, cũng rất là quái anh em ạ. Mình có thể là dựng ngã nó lên. Cái này, ý của tôi mà. Sau này muốn trồng ngã chỗ này này anh em này. Rất là hay luôn. Mấy cái rễ dập dập bên này phải cắt lại hết cái đầu đi, mà dập cái đục đi anh em ạ. Tôi dập phải xử lý cái phôi này anh em xem cho vui nhá. Xử lý xong rồi đây. Phôi này khá đẹp này. Sang trồng cái ráng như này. Hoặc là có thể là mình trồng một thời gian mình dựng nó đổ xuống được anh em ạ. Đổ cũng đẹp. Rất ok. Trời mòi này cứ trồng như này xong là lấp đất vào rồi chùm bì đi lông vào là nó sống thôi. Nó cũng dễ lắm. Mùa này thì cực kỳ dễ luôn. Video đây tạm biệt tất cả anh em nhé.